Xin chào các bạn, chào mừng đã đến với Tết Mắt. Mình là Hồng Nhi. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta bàn luận thì liên quan đến MWC và Viettel. Như mọi khi thì với tư cách là một doanh nghiệp thuần Việt, nên là Viettel tiếp tục mang đến những nét đặc trưng chỉ có riêng của đất nước, con người Việt Nam đến với sự kiện MWC 2018. Ngay từ thiết kế gian hàng trưng bày của Viettel thì đã toát lên điều đó. Nếu như mà những năm trước với những hình ảnh trống đồng, hoa sen, thì đến kỳ MWC năm nay thì tập đoàn công nghiệp viễn thông đã sử dụng hình ảnh nón lá Việt Nam. Tuy nhiên thì nó đã được cách điệu để mang đến nhiều ý nghĩa khác nhau với hình ảnh các vòng tròn đồng tâm cao dần nè, vừa mang tính biểu tượng về công nghệ thông tin, vừa mang tính lan tỏa về chiến lược phát triển của Viettel vươn ra hội nhập với thế giới. Và hình ảnh nón lá và kẹo lạc thì vẫn được Viettel sử dụng để chiêu đãi các khách tham dự gian hàng của mình. Về những kế hoạch và giải pháp công nghệ mà Viettel mang đến MWC 2018 thì công ty đã thật sự bắt kịp với xu hướng chung của sự phát triển công nghệ 4.0 với tổng cộng là 8 sản phẩm dịch vụ tiêu biểu do Viettel tự nghiên cứu phát triển thuộc nhiều lĩnh vực, ví dụ như là giáo dục, tài chính di động, an ninh mạng, du lịch và các giải pháp bảo vệ người dùng v.v. đã được triển khai thành công tại Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế. Và điều này thì cũng rất là phù hợp với chủ đề của MWC năm nay, kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn. Cụ thể những giải pháp thì sản phẩm mới mà Viettel mang đến cho MWC bao gồm: đầu tiên đó là hệ thống giám sát chất lượng mạng di động data monitoring. Viettel tự hào là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng thành công hệ thống giám sát chất lượng mạng di động data monitoring. Về cơ bản thì đây là giải pháp khắc phục hoàn hảo những điểm còn tồn động từ hệ thống giám sát NMS truyền thống vốn đã bị phụ thuộc vào những cái đối tác cung cấp thiết bị. Trong khi đó thì với data monitoring thì đã giúp cho Viettel làm chủ được rất là nhiều các công việc khác nhau như là phân tích sâu dữ liệu tập tin và giúp cho Viettel hiểu được trải nghiệm thực tế của từng khách hàng về dịch vụ của mình và từ đó thì đưa ra những cái giải pháp tối ưu mạng lưới dịch vụ phù hợp theo một cái thói quen sở thích của khách hàng và nhất là việc tự làm chủ được công nghệ chế tạo triển khai hệ thống data monitoring đã giúp cho Viettel giảm được tới 8 lần chi phí so với tiêu chuẩn. Và thứ hai đó là giải pháp an ninh mạng di động bao gồm ứng dụng diệt virus Viettel Mobile Security và hệ thống phát hiện bất thường mạng viễn thông TAD. Hệ thống giúp cho nhà mạng chống lại những cái mối nguy liên quan đến gian lận cước mất dịch vụ bảo vệ các thuê bao di động kể cả future phone, giúp chống giả mạo số lừa đảo, chống trộm lấy mã OTP tấn công các giao dịch tài chính ngân hàng, chiếm email. Ngoài ra thì còn chống các nguy cơ như là bị quấy rối bởi tin nhắn rác, thất lạc thiết bị. Với những cái lợi thế như là tính thực tế, cập nhật cao thì hệ thống này đã và đang nhận được nhiều sự chú ý của không ít nhà mạng trên thế giới. Và thứ ba đó là giải pháp an ninh mạng đám mây Viettel Cloud Security. Đây là dịch vụ an ninh mạng được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều dịch vụ khác nhau, bảo vệ website, bảo vệ email và bảo vệ chống tấn công quấy rối, từ chối dịch vụ DDoS. Các giải pháp bảo vệ khách hàng của Viettel thì không cần quan tâm đến thiết bị đầu cuối là gì, bởi vì bản chất là nhà mạng nhìn các dấu hiệu bất thường trên hệ thống để xử lý. Đây là lợi thế rất lớn của Viettel khi mà tiếp cận với nhóm thị trường châu Á và châu Phi, những nơi người dân chưa có điều kiện sử dụng smartphone. Và thứ tư đó là hệ thống tính cước thời gian thực VOCS 3.0. Đây có thể coi là một sản phẩm mang tính cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông của Viettel, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít những quốc gia sản xuất OCS lớn nhất thế giới. Hệ thống của Viettel có dung lượng lên tới 24 triệu đầu số trên SIP, lớn nhất thế giới, gấp đôi hệ thống lớn nhất triển khai thành công trước đó là 12 triệu đầu số trên một SIP. Tính năng đặc biệt nhất mà VOCS 3.0 đó là khả năng thiết kế cho mỗi khách hàng một gói cước riêng biệt, tính năng cá nhân hóa cực kỳ quan trọng trong thời đại 4.0. Hiện tại thì hệ thống này đã được đưa triển khai tại 6 quốc gia và với một cái khối lượng thuê bao hiện tại đang quản lý là 140 triệu thuê bao. Bên cạnh những giải pháp trên thì Viettel còn mang tới các sản phẩm tại MWC 2018 như là dịch vụ chuyển tiền data ngân hàng BankPlus, dịch vụ du lịch thực tế ảo, mạng xã hội học tập trực tuyến v.v. đều đã được nhận ít nhiều sự chú ý lớn của giới chuyên gia, đặc biệt đó là các công ty lớn về viễn thông trên toàn thế giới. Nhìn chung thì có thể thấy là các sản phẩm mà Viettel mang đến triển lãm đều là các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng viễn thông, tạo ra một cái tiện ích xây dựng xã hội thông minh đã và đang được Viettel triển khai thành công tại Việt Nam và các thị trường
trường quốc tế của mình có thể thấy là nhân rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí là nhiều sản phẩm trong đó còn xứng đáng là một bước đột phá quan trọng về công nghệ mà Viettel đang nghiên cứu và nắm giữ. Việc mang đến những sản phẩm thế mạnh của bản thân sẽ giúp cho công ty dễ dàng tìm kiếm thêm nhiều đối tác hơn trên thế giới trong thời gian tới. Và đó là ý kiến của Techmark mà thôi. Còn các bạn khán giả của Techmark thì nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ bằng cách comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.